xin chào tất cả các bạn mình là thùy uyên và hôm nay với video này uyên muốn chia sẻ cho các bạn một cách nữa để có thể plan màu uyên nhận được một yêu cầu từ bạn nguyễn ngọc huy bạn comment trên kênh youtube của uyên để nói là nhờ uyên hướng dẫn một cái video plan màu phim goodbye christopher robin thì đây là một tấm hình mà bạn gợi mẫu cho uyên ha với tấm hình này thì Uyên cũng phân tích sơ sơ cho các bạn hiểu. Chúng ta để ý thì đây là một tấm hình mà các bạn nhìn thấy cái tông màu của nó hơi buồn, nghĩa là một cái màu nâu nâu. Thì các bạn để ý những cái cây này, nó vẫn giữ được những cái màu xanh lá của cây nhưng mà cái màu xanh nó không có tươi, đi kèm với nó là những màu vàng vàng, nâu nâu ha. Các bạn nhìn thấy tông màu nâu rất là nhiều trên tấm hình này. Và Uyên cũng nói luôn ha, đây là một cái stock của mình đang chụp mà có gồm cây xanh và nắng như thế này Thì các bạn cũng nên kiếm một cái stock mà tương đồng với nó Thì khi mà các bạn blend màu á, có thể là nó sẽ không giống 100% nhưng mà nó cũng giống được tới 70-80% so với hình gốc của mình Và đây là cái hình mà Uyên chọn ha, đây là cái stock mà Uyên chọn cho cái video này Các bạn so sánh hai tấm hình sẽ thấy ha, cũng có cây nè có những cái con đường màu nâu nâu này Thì với tấm hình này các bạn nhìn thấy Uyên chọn cũng có nắng Và cũng có một cái mạng ở sau này màu nâu hình như là núi hay là gì đó Nó bị blend mờ rồi Uyên không nhìn thấy Và cũng có những cái cây như thế này thì với hai tấm hình này các bạn so sánh nó cũng có về tương đồng về bối cảnh một chút xíu. Và với cái video này Uyên không chắc chắn là Uyên sẽ làm blend giống 100% nhưng mà Uyên cũng lên được một cái màu ra gần giống như vậy và đây là cái màu mà uyên đã làm và bây giờ uyên sẽ hướng dẫn cho các bạn làm ra được một cái tác phẩm giống như vậy ha đầu tiên thì với tấm hình này các bạn so sánh sẽ thấy là cái màu highlight của nó rất là sáng những cái màu mà nắng chiếu vô này rất là sáng trong cái hình của mình thì highlight nó dịu hơn và nó cũng cũng là một tấm hình ngược sáng nữa chứ không, không hẳn là ánh sáng chiếu vào thì với cái highlight này ha các bạn sẽ giảm đi ở đây uyên sử dụng curve với cơ thì góc ở trên bên phải này là vùng highlight này các bạn sẽ giảm highlight xuống để cái hình mình nó dịu hơn một chút xíu ha rồi tiếp theo thì các bạn nhìn tấm hình này cái màu nó ám màu nâu vàng rất là nhiều thì ở đây uyên cũng ám một cái màu vàng cho highlight với màu vàng ha chúng ta chọn kênh blue này các bạn có thể coi lại video quy tắc phối màu của uyên để có thể hiểu rõ hơn về sử dụng những cái kênh màu này, kênh blue ha, uyên chọn công cụ ngón tay này, uyên click vào phạm vi vùng sáng này, kéo xuống để nó áp màu vàng vào cho vùng sáng của mình. Uyên cũng chọn kênh green, giảm bớt màu xanh đi một chút xíu. Rồi. Thì lúc này các bạn thấy ha, vùng sáng của mình Cánh RGB này kéo vùng sáng giảm độ sáng nó xuống. Hồi nãy là do bên control Z á, bị undo lại cho nên là cái vùng sáng này nó bị đẩy lên. Thì bây giờ bên kéo cái này xuống một chút ha cho nó tối tối lại. Thì lúc này các bạn thấy ha, cái mặt của người mẫu này nó sẽ hơi vàng vàng chứ nó không có sáng như hồi nãy nữa. Đó các bạn so sánh nha, hình mình nó hơi ám vàng một chút rồi tiếp theo các bạn sẽ sử dụng select color thì có rất là nhiều bạn hỏi uyên là tại sao những cái video blend màu trên youtube người ta hay xài select color thì vì cái công cụ select color này nó có rất là nhiều kênh màu các bạn có thể thêm bớt kênh màu tùy ý ở trên hình của mình nó quản lý màu rất là dễ cho nên là cái công cụ này sẽ giúp cho mình cân chỉnh màu sắc rất là tốt có thể trừ màu đi hoặc là thêm màu vào nó dễ hơn những cái công cụ khác ở đây ha white, neutral và black là ba kênh màu sáng, tối và trung tính. thì bây giờ uyên cũng chỉnh màu vùng tối trước này. với cái vùng tối ha các bạn có thể so sánh cái hình của mình bên này. vùng tối nó sẽ cái cây này đi. bạn thấy ha? vẫn giữ một cái màu xanh và nó ém vô một cái màu hơi nâu nâu. thì bây giờ chúng ta sẽ nó đang là xanh sẵn rồi. chúng ta sẽ ém một cái màu nâu vào cho nó. với cái màu nâu ha các bạn sẽ tăng vàng lên nè. Giảm cyan để chúng ta tăng đỏ lên thì bạn thấy không? Nó sẽ ra một cái màu hơi nâu nâu trong hình của mình. Black các bạn tăng lên chút xíu để tăng cái vùng tối của nó lên. Các bạn cứ chỉnh ha, với màu nâu thì nó sẽ là màu vàng cộng với màu đỏ, nó sẽ ra được màu nâu. Thì lúc này các bạn thấy không, cái tông màu của mình nó cũng đã nâu nâu rồi nè. Đó. Tiếp theo nữa ha, các bạn sẽ chỉnh vùng trung tính, natural này, vùng trung tính trên hình. Thì các bạn thấy vùng trung tính của mình nó cũng là một cái màu vàng vàng nâu nâu. Nhìn ha, đất nè, người nè, đó nó cũng một cái màu vàng nâu nâu như vậy. Thì bây giờ các bạn cũng áp cho nó một cái màu nâu nâu lên cho vùng trung tính tăng vàng này tăng đỏ này các bạn có thể cân chỉnh magenta để mình giảm bớt hoặc là thêm xanh gì đó trong hình bạn thấy nè đó nó sẽ có một cái màu cân chỉnh chút xíu cho nó đều Tiếp theo ha. Chúng ta có được những cái vùng màu nâu nâu như vậy rồi, các bạn tăng black lên này để nhìn cái màu nó đậm hơn một chút. Tiếp theo tới vùng highlight. Vùng highlight các bạn cũng chỉnh giống như vậy luôn ha, cho cái da mặt nó nâu nâu một xíu. Với cái da mặt này, các bạn có thể cân chỉnh tiếp kênh Red và Yellow để mình cân chỉnh về cái da mặt. Các bạn kéo qua kéo lại, bạn thấy à, da mặt này, đó, nó tăng đỏ lên nè, tăng xanh nè. Thì lúc này các bạn có thể tăng đỏ lên một chút xíu. Vàng. Kênh màu vàng nè. Các bạn cộng vàng vô ha. Nó để có một cái da mặt nó vàng vàng á. Chứ nó không có da mặt trắng như hồi nãy ha. Rồi, lúc này thì các bạn thấy mình cũng có được một cái tông màu gần gần giống như vậy rồi ha. Nè, so sánh nè cũng có cái màu nâu đó. Uh, uyên thấy là cái vùng bên này là bên trái này nó hơi bị dư đỏ. các bạn có thể cân chỉnh lại ha. cùng natural này, giảm bớt đỏ đi. vùng tối cũng giảm bớt đỏ đi một chút. các bạn nhìn thấy hình của mình nó vẫn hơi bị xanh quá ha chọn kênh green này các bạn tăng magenta đi để nó giảm xanh các bạn nhìn thấy à đó so sánh này tăng magenta nó sẽ giảm xanh đi rồi các bạn nhìn thấy cái hình của mình nó đang bị màu nó rực quá nó không có cổ nó không có cũ cũ như màu phim thì lúc này các bạn sẽ chọn tiếp một cái adjustment layer là hue saturation thì với cái hue saturation này ha cái cái thanh saturation này các bạn giảm đi thì nó sẽ giảm độ rực màu của hình bạn thấy là khi mình giảm qua này ha màu nó sẽ không có còn rực như hồi nãy nữa nó sẽ bớt màu lại thì khi mà các bạn giảm màu đi như vậy chúng ta có được một cái màu cũng gần gần giống với màu phim nó không còn rực bạn thấy ông kéo qua đây này màu rất là sáng rất là rực khi bạn kéo qua trái màu nó sẽ giảm bớt lại thì lúc này bạn nhìn thấy cái mặt rồi mọi thứ trên người này cũng còn vẫn rất là sáng thì mình có thể vô cái curve này mình chỉnh giảm nó đi một chút xíu nữa trong uh, selective color ha các bạn sẽ chọn chỉnh cân bằng lại những cái màu này trong selective color ha các bạn sẽ chọn lại kênh white mình chỉnh cho nó tối thêm red và yellow ha chúng ta cũng tăng lên một chút các bạn có thể lấy cái hình này đưa vào trong uh, cái file mình đang làm đây này copy paste vào đặt ở phía trên góc nhỏ nhỏ trên này để các bạn có thể so sánh cho nó dễ thì đối với cái hình này của mình á, là uyên thấy là cái màu nó vẫn bị uh, sáng quá giảm tiếp saturation Contrast nó cũng hơi bị nặng á, các bạn có thể vào brightness and contrast này. Độ tương phản giữa vùng sáng và vùng tối nó còn hơi rõ quá đó. Các bạn có thể vào contrast các bạn giảm đi một chút xíu ha. Các bạn thấy này, khi mình kéo qua contrast đó là cao, mình giảm contrast đi một chút Đến đây thì chúng ta đã có được một cái tông màu cũng nâu nâu giống như vậy rồi ha Với cái da mặt này Uyên vẫn đang thấy nó bị trắng quá Uyên vẫn muốn giảm tiếp cái da mặt nữa Các bạn có thể chọn Curve này Dùng uh, Blue dùng cái công cụ ngón tay này, các bạn click vào trong khuôn mặt các bạn giảm nó xuống chúng ta có một cái màu nó hơi cũ cũ như vậy ha cái vùng tối này theo yên thì nó vẫn bị tối quá các bạn có thể chọn lại select the color này vùng tối ha các bạn giảm này xuống một chút Natural giảm lại một chút này cho nó sáng sáng hơn một xíu nếu mà so sánh cái cây này ha bạn thấy bên mình vẫn đang bị dư màu đỏ bớt màu đỏ lại nè đó nhìn cái cây này ha so với những cái cây này có vẻ là nó giống giống hơn rồi rồi đến đây thì uyên cảm thấy là cái hình này với cái màu này khá đẹp các bạn có thể so sánh ha before này after before after thì như uyên nói ngay từ ban đầu các bạn có thể cân chỉnh không thể nào giống 100% được Các bạn chỉ có thể cân chỉnh giống mà Một cái mức vừa phải thôi Cùng một cái tông màu như vậy Còn nếu mà muốn ra giống như vậy Các bạn phải có một tấm hình mà stop nó hoàn toàn giống Và chúng ta phải cân chỉnh kỹ hơn nữa Thì ở đây là Uyên chỉ hướng dẫn cho các bạn nhái theo một cái tông màu đó Cho nên là không hoàn toàn giống 100% Nhưng mà tuy nhiên thì với cái Kết quả này thì Uyên cũng đã khá là ưng Với kết quả hình như thế này Và một tấm hình màu nó cũng cũ hơn và nó cũng đẹp hơn so với lại cái hình gốc ban đầu của mình. Uyên hy vọng rằng với video này sẽ có ích cho công việc của các bạn nhiều hơn và nếu bạn thích video của mình, vui lòng giúp mình chia sẻ đến bạn bè của bạn nhé. Cũng đừng quên subscribe kênh youtube của Uyên để có thể nhận video mới một cách nhanh nhất. Khi subscribe các bạn nhớ click luôn vào cái Chuông kế bên nút subscribe để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào. Cảm ơn bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.